Không. Anh nói cho em biết đi, có phải là chị Xuân không có bầu đúng không? Trời đất ơi, nói gì thái quá vậy? Tự em biết đó, không có ai mà có bầu mà trong phòng không có nổi một viên thuốc dưỡng thai. Không có ai nói cho em nghe hết, mà là do em để ý. Đối với một người có bầu thì cách sinh hoạt cũng đã khác rồi. Anh có biết tại sao mà em không có nói cho tí má nghe không? Em không nói cho tí má nghe tại vì em nghĩ tới anh. Bởi vì cho dù là chị Xuân có con hay không có con chăng nữa thì người anh chọn làm vợ vẫn là chị Xuân. Em nghĩ cho anh, em nghĩ cho chị Xuân. Vậy mà chị có 5 lần 7 lần muốn hại mẹ con em. Vậy mà đứa con này á không bằng cái sự giận hờn của chị. Hồng ơi, bình tĩnh. Anh có biết á, là ở nhà chị rất là nhiều lần chị kiếm chuyện với em, chị kiếm chuyện với con. Chị nói với má là em mới lấy tiền của anh tiêu xài phung phí, chỉ còn lấy đồ bầu của chị em cho em đem nhốn mất luôn. Nhưng em có bao giờ em kể cho anh nghe đâu, em có bao giờ mà em than trách đâu. Em không vì đứa con này thì em đã không có chịu nổi sự nhục nhã sống trong cái nhà này rồi. Hay là hả? Anh không muốn giữ đứa con này đúng không? Tôi anh không có muốn sự xuất hiện của em và đứa con này trong căn nhà này đúng không? Đúng. Ngày mai á, em với anh sẽ lên bệnh viện. Em muốn anh á là người trực tiếp ký xác nhận bỏ cái thai này. Không. Anh Phúc, anh có biết tại sao á ngày nào em cũng vui vẻ nè, cũng ăn uống nè, hạnh phúc nè, là bởi vì á em nghĩ đến sức khỏe của con mình. Em muốn á con mình sinh ra á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Vậy mà tại sao anh và vợ của anh lại đối xử với hai má con em như vậy? Hồng ơi, tôi thật sự xin lỗi Hồng. Để tôi bù đắp lại cho Hồng nha. Tôi sẽ mua quần áo mới cho Hồng mặc. Cảm ơn cô đã bàn tay đứa con của tôi. Em cảm ơn anh Phúc. Xuân, quay lại tôi muốn nói chuyện với con một chút. Quay lại đi mà Xuân. Tôi không có chuyện nói anh. Quay lại đi, tôi có nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi cô. Tôi nói là tôi không có chuyện nói với anh, đi ra đi. Thôi bình tĩnh nghe tôi nói nè. Này tôi hỏi thiệt nha, cô không biết cái chuyện đu đủ xanh là làm sảy thai thiệt hả? Nếu mà tôi biết món đó làm sảy thai, tôi đâu có nấu món đó. Tôi có bầu hồi nào đâu mà tôi biết cái điều đó chứ. Chị Xuân, chị đang quét nhà hả chị? Không thấy sao còn hỏi. Dạ chị, không rầy á chị. Em nghe má nói má thèm
gỏi đu đủ trộn tép á, chị biết làm không? Chị em với. Ủa, cái món gỏi đó dễ trộn quá mà không biết làm hả? Vậy mà hôm bữa thấy á, nấu món chè Tây, chè Tàu gì đó giỏi lắm mà, sao không tự làm đi? Dạ, để em. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Để em, tôi đang quét mà. Dạ, để em. Chị biết sao không? Cái món chè khúc bạch đó dễ lắm chị, có tự hướng dẫn cái mình làm y chang. Còn nấu nướng này kia họ khó lắm, em không có biết làm. Hay giờ em với chị đi chợ mua đồ về nấu cho má nha. Thôi được rồi, má thích ăn gỏi đu đủ á, để tôi tự ra chợ tôi tự làm luôn cho. Mấy người đụng vô mất công sơ rớ, dướng díu tay chân nữa. Dạ, chị nói cũng đúng nè, em dụng về mất công là hư bột hư đường. Nhưng mà để mình chị làm không em thấy ngại quá. Lạ nghe, bữa nay tự nhiên nói chuyện với tôi đàng hoàng quá vậy. Chị, dù gì em cũng bữa giờ muốn nói chị lời xin lỗi á. Em trẻ người non dạ, nhiều khi nói năng không có suy nghĩ, đụng chạm tới chị bỏ qua cho em nha. Em nói thiệt chứ giờ em đợi ngày sanh em bé xong á, cái em dọn đồ em đi ở đây hoài em thấy cũng thôi. Tùy cô, suy nghĩ được vậy thì cũng tốt. Dạ, em cảm ơn chị hiểu em. Chị ơi, chị tranh thủ đi chợ đi. Chuyện nhà để em lo cho, em quét nhà cho. Rồi, được rồi đó, nhớ quét cho sạch nha, tôi đi chợ à. Dạ, em cảm ơn chị. Mận, ra quét nhà cho cô. Anh phải tin tôi. Tôi nói cho anh biết, dù gì thì đó cũng là con của anh. Nếu mà tôi làm cái chuyện này á, tôi làm từ lâu rồi. Trong khi cả nhà ai cũng nghĩ là tôi đang mang thai mà, tôi cũng đang ăn ngồi cùng bàn với mọi người mà. Chẳng lẽ tôi lại... Vậy còn cái chuyện đồ của Hồng gì đó, đồ bầu gì đó. Đồ bầu nào? Thì cái đồ mà Hồng nói là... Thôi được rồi, tôi nhớ rồi. Nói tới cái đồ bầu á, tôi tức nữa. Anh biết không, cái con nhỏ đó mỗi lần nó mua quần áo, nó mua mỹ phẩm, một lần là mấy triệu bạc, mà má của anh không hề nói một tiếng nào hết. Trong khi tôi mua mấy cái thứ linh tinh không có bao nhiêu tiền hết, mà má anh nó nặng nó nhẹ tôi. Mà trong khi đó tôi có xài 1.000 đồng nào của gia đình anh không hả? Không hề. Tại sao á mọi người lại đối xử với tôi như vậy chứ hả? Nó còn nói xạo á, là cái đồ đó là đồ của chị họ Hồng gửi cho, chứ Hồng làm gì có tiền triệu này tiền triệu kia mà mua. Nè, ý anh là sao? Ý anh nói là tôi đang nói láo anh nữa hả? Không phải, ý tôi muốn nói á, Hồng á đã khổ tâm nhiều lắm rồi, bây giờ á trong cái hoàn cảnh đó ai cũng phải như vậy thôi. Vậy rơi vào hoàn cảnh của tôi thì sao? Rơi vào hoàn cảnh của tôi là sung sướng lắm hả? Là chịu cảnh chung chồng, là chịu nghe chì chiết của má anh, là để cho nó leo lên đầu lên cổ của tôi ngồi nè. Muốn nói cái gì thì nói, muốn đổ cái gì lên đầu tôi lại đổ hả? Buông tôi đây. Cô quên rồi đó, cái này là thỏa thuận hôn nhân, cái đâu phải tình cảm thiệt. Chung chồng gì tùm lum vậy? Phải hy sinh vì đại cuộc, biết chưa? Quên. Nhưng không có nghĩa là tôi chịu sự sỉ giả của người khác như vậy được. Cái gì cũng có giá của nó, mình phải hy sinh chứ, vì đại cuộc mà. Cô hiểu không? Thôi, đừng nói gì nữa hết á. Hiểu rồi. Ê mày, mày biết gì không? Ngày hôm qua anh Hiếu đã dắt tao đi coi phim, xong á anh lựa hai cái ghế ở trên cùng, anh nói ngồi vậy cho ấm chứ ngồi xa lạnh lắm. Thôi đi, bớt mơ với tưởng tương với mỏ lại. Người ta nói nha, đây là dấu hiệu của trap boy chính hiệu, không có hiền lành đơn giản vậy đâu nha. Tại vì mày không biết thôi, còn tim của tao nó thổn thức. Mày có biết không,
tại mày toàn gặp những người điệu cán nên mày mới nghĩ như vậy thôi. Trời ơi, tao nói mày, anh còn trai tơ đó. Thôi ngồi xuống giùm cái đi má ơi. Tơ tơ gì, tơ hơ thì có đó. Mày á, gặp ai cũng kêu tốt này tốt nọ, tới khi mà bị người ta lừa dối nha thì khóc lóc, than trách đời bạc bẽo. Kệ tao đi mày, ít ra tao còn có niềm tin vào tình yêu. Trời đất ơi, hôn nhân không phải là nấm mồ, mà nó là một cái kỳ cột mốc cho tình yêu nó thăng hoa lên, mày hiểu không? Không. Ủa, Xuân. Ủa, trời ơi. Đi vô đây. Vô đây đi. Trời đất ơi, sao mày lên đây không báo cho tao, tụi tao biết một tiếng vậy? Rồi, coi cái điệu bộ này á, là mới cãi nhau với chồng. Nhưng mà cái mỏ hỗn quá, bị chồng đuổi đi chứ gì. Ai dám đuổi tao? Là tao tự đi á. Tính tao á, là tao có lập trường, không chỉ có lập trường mà còn lập tức nữa. Không thích là đi ngay và luôn, không cần phải nói vòng nói dài. No no no, lập trường lập tức gì á thì người ta cũng sẽ nói mày là cái thứ ngu si đần độn. Cãi nhau với chồng mà bỏ đi là dở rồi. Ê, con Linh nó nói đúng. Phụ nữ của tụi mình á cần có ha, phải biết dung dáng hạnh phúc cho gia đình nè. Với lại á, cần có tam cần tứ đức nữa. Tam cần tứ đức là cái gì? Thiệt á, thà là mình đừng có mở miệng để người ta còn hoài nghi. Chứ mày mở miệng ra là chứng minh luôn rồi đó. Chứng minh gì? Chứng mày minh ngu đó. Đúng không? Mày nói đúng không? Nữa. Chính xác luôn. Thì đó coi. Thôi Dũng qua bên đi. Mà sao mày lên đây? Thì cho lên ở tạm vài bữa đi nha. Nhà có chuyện. Mà chuyện dài dòng lắm, có gì bữa nào kể cho nghe. Mà mẹ ở lâu không? Chắc ở luôn á. Cái gì vậy bà nội? Mới nói vài hôm vợ luôn. Trời ơi bạn mình ơi, mới có 3 phút mày thay đổi 2 quyết định. Sáng suốt ghê đó bạn mình. Thì nãy vô nghĩ khác, giờ suy nghĩ lại rồi, chắc ở luôn á. Nhưng mà tao nói cho tụi bay nghe nè, tao với ông Phúc á không phải như tụi bay nghĩ đâu. Thôi mệt quá, kêu tổ tiếu ăn đi, đó bụng quá đói rồi. Dì Bảy ơi, cho con tô hủ tiếu. Cái gì? Xuân, đám cưới giả bộ là sao Xuân? Trời ơi, chuyện đời ngưỡng gái mà mày nói chuyện như vẫn chơi vậy. Mà dì hai má của mày có biết không? Xuân, chuyện gì đã làm mày ra như vậy? Trời đất ơi, chuyện này chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ nha. Ổng theo đuổi tao miết từ đó tới giờ, nhưng mà tao không có chịu. Nhưng đến một ngày kia, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà anh kêu tôi lấy anh làm chồng hả? Trời đất ơi, chuyện hệ trọng cả đời một con gái mà anh làm giống như vẫn chơi vậy đó. Cái này vẫn chơi? Cái này là thiệt chứ vẫn chơi gì? Cô đồng ý làm vợ tôi thì lúc đó ba tôi mới đưa hết tài sản, ruộng vườn đất đai nhà cửa, đưa một số vốn lớn cho tôi làm ăn. Tôi sẽ chia làm một phần hậu hĩnh cho cô, đôi bên cùng có lợi. Có không? Có mới nói nghe. Chứ chưa gì hết á, tôi thấy tôi phải lấy anh ở với anh suốt đời, tôi lỗ rồi. Cô suy nghĩ thiển cận quá. Mắc mớ gì mà ở suốt đời? Khi mà tiền vô túi, lúc đó mình mới suy nghĩ cách kiểu như là vợ chồng sống bất đồng quan điểm, rồi không hợp nhau, mình chia tay, mình ly dị. Tôi chia cho cô một phần tài sản, 1/9. Cái gì? 6/4. Cái gì? Rồi chơi khô máu cô luôn, anh gọi 5 năm được chưa, mệt quá. Vậy còn coi được. Nhưng mà để tôi suy nghĩ cái đã. Suy nghĩ nữa? Nói tới vậy mà còn suy nghĩ nữa? Trời ơi, chuyện này nó quan trọng lắm, không suy nghĩ sao được. Hey, công nhận nha, tôi dọn cô dâu lên cũng đẹp lắm chứ bộ. Mà cô chịu đầu tư dễ sợ.
kiếm đâu ra được bộ áo dài luôn trời. Ê, bộ mê tôi hay gì vậy? Nằm mơ hả? Trời ơi, tôi mà mê ông. Nè, nói cho ông biết nha, không có nhớ thỏa thuận của tôi với ông á hả, tôi quậy lên đừng trách đó. Sao mà không nhớ được, mặt tôi đẹp trai thì ông lễ thất hứa. Đợt khi nào á, ông già tôi ông đưa hết nè, sổ hồng, sổ đỏ, đất đai, ruộng vườn, tài sản, đưa hết cho tôi chia cho cô một phần, 28 gì? 73 gì? 5 năm rồi, mệt quá, chơi khô máu cô luôn, cái 5 năm được chưa? Vậy còn coi được. Ừ, hợp tác vui vẻ. Trời đất ơi, mày chơi lớn vậy luôn á hả Xuân? Nhưng mà ông có làm đúng thỏa thuận không? Chưa kịp nói gì hết á, cái đám cưới xong, tự nhiên trên trời rơi xuống có một cái con nhỏ tên là Hồng, vác cái bụng chà bá lửa tới nói là có con với ông Phúc. Xong cái từ đó cái má ông Phúc á đòi giữ nó lại để cho nó đẻ xong rồi mới tính tiếp. Mày biết không, tao với bả giống như là quan gia từ hồi kiếp trước mà dìu qua tới kiếp này luôn á. Trời ơi, mà con cái điệu bộ này chắc là bả cũng không thích mày đâu ha. Đúng rồi. Không chỉ không thích mà còn ghét tao ra mặt luôn á. Từ khi có con nhỏ đó về ở hả, cái bà yêu thương nó, yêu thấy sợ luôn vậy đó. Trong khi tao nè, tao có làm gì bả đâu mà bả ghét tao. Mà hả, cái con nhỏ đó nó ghê lắm, xảo quyệt dữ lắm. Mày biết không ha, nó bày trò này bày trò nọ, có đổ đổ lên đầu tao. Tao tức quá, tao tức quá, tao nói tao phải bỏ lên đây nè. Đó, đó, ai mới nói hôn nhân không phải là đám mồ của tình yêu. Mà đó đâu phải là tình yêu đâu, tụi nó trao đổi vật chất với nhau mà. Mày bị vậy là cũng đáng lắm á. Dèo gió thì gặp bão đó. Chính xác. Tụi bay. Cái cô kia. Gì đấy? Chết cha, quên, xin lỗi anh. Người gì đâu mà thua con vịt nữa. Kêu người ta đứng đợi buổi ngoài đó để vô lấy tiền trả, cuối cùng để ngồi đó mà buổi sợ là sao? Thôi xin lỗi nha, tôi quên, đợi chút, đợi chút. Cho mượn 80 ngàn trả tiền sớm coi. Lẹ lên, ông cào mặt tao bây giờ, lấy tiền đi. Gì vậy má? Mày tin Xuân chứ phải tin báo đâu. Báo. Mày mỏ quá à, để tao lấy luôn cho nó xong. Anh trả anh tiền sơ ôm nha. Quên, vô lo tám với mấy nhau bạn. Quên cái gì mà quên, xác nhân xác đức vậy? Tôi mà không vô đây á, cô để tôi ngồi đó cả ngày luôn hả? Hả? Thôi hả? Ừ. Thôi khỏi, bo luôn 20 ngàn đó. Lãng 100 ngàn. Cảm ơn cô nha. Bớt giận nha. Trời ơi, có gì tao trả lại cho mày, mắc cười quá à. Thôi hai bạn ăn tiếp đi, tao buồn ngủ quá. Vô ngủ trước đây, có gì nói sao ha. Cái nợ nó hay gì á. Chắc lâu rồi nó không được ngủ đó mày. Xuân, Xuân, chị ăn cơm nè. Tao có nấu cái món mày thích nè. Đừng ngủ nữa, ngủ nữa là mặt trời đè đó. Xuân à! Ây da. Trời. Dậy coi. Cái gì vậy trời? Cái gì mà đánh đâm sức ra khỏi trái đất luôn gì bà nội? Ngủ giờ này còn chưa dậy nữa. Trời đâu, chết luôn vậy đó. Sao không? Trời ơi, thân con gái như xét trai vậy bà. Nhiều khi tôi tưởng mày là người đàn bà của làng trai trong chiếc thuyền ngoài xa. Ôi xưa mệt hai má quá. Rồi bây giờ có ăn cơm không? Đặng biết đường còn đem đổ. Ai lên, cái nết mày vậy á, tao thấy không có thằng nào yêu mày nổi hết trơn á. Thôi thôi thôi, tao tự yêu bản thân mình. Hello, có ai ở nhà không? Ủa, ủa, đang ăn cơm hả? Không, mọi người ăn hương ăn hoa, ăn miếng trả miếng chứ đâu ăn cơm đâu. Ăn miếng trả miếng chứ đâu ăn cơm đâu.
Linh giỡn hoài à, tối ngày giỡn với Toàn hoài à, biết làm sao không? Hôm nay á, má Toàn đi ăn đám cưới ở dưới quê rồi, tối mới về lận, nhà không có gì ăn hết trơn á. Mày có nấu món gì á? Cho Toàn ké ghế nha. Nói vậy là xà cái thay xuống ăn luôn hả? Chứ không có hỏi là người ta có đồng ý hay không hả? Mày kỳ quá Linh ơi. Trời, dù gì Toàn cũng giúp đỡ mình lúc mình khó khăn. Kệ đi, ăn đi Toàn. Toàn mới hả? Quên giới thiệu với Toàn, đây là Xuân, bạn thân của Linh với Thảo với quê lên. Còn Xuân, đây là Toàn, con của bà Bảy bên phía đầu xóm mình. Ai xóm chứ? Ôi, làm như lần đầu lên đây vậy, giới thiệu với ông đồ. Dì Bảy thì biết, mà con dì Bảy chưa gặp gì biết. Ôi, biết làm sao không? Bình thường Toàn dưới quê không à, mới lên đây ở với má được có mấy tháng thôi. Nè nha, tôi nói ha, là con Xuân bạn tôi. Ôi, ơi, nghe nè, tôi bới cơm cho. Mày con cái gì nói tiếp. Con cho đi cơm cho. Con Xuân bạn tôi nó. Ôi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Cơm đi. Nó có cái gì, nó có cái gì. Cơm đi. Tóm lại nó có cái gì vậy? Trời ơi, rồi thầy cũng Xuân bạn tôi á. Nó vô quê á con. Con khổ gì vậy? Gì vậy Thảo? Mày làm gì vậy? Bốn hả? Làm gì vậy? Thì cho ăn cơm. Toàn ăn đi, Toàn ăn thoải mái đi nha Toàn. Không cần phải cho Toàn ăn cơm giống vậy đâu ha. Nói vậy hơi bị khủng gì ta? Bị bệnh cái gì á? Nghe ngồi ăn đi. À, mà hồi nãy nói gì quên rồi. Nói gì á? À, ấy của tôi á, là con Xuân nè, bạn tôi á, nói với quên. Quá ăn cơm rồi. Bây giờ mình hết giờ ăn cơm rồi. Mà Toàn nó nghe nè Toàn. Thảo đau bụng quá. Ủa? Thảo sao vậy? Thảo bị gì vậy? Gì vậy? Sao không? Cái này là bệnh không nói được, bệnh phụ nữ. Bệnh phụ nữ. Có cần Toàn chở đi bệnh viện không? Cái này bệnh viện cũng không trị được. Gì bệnh viện không trị được? Không lẽ ung thư? Thảo kỳ cuối. Chết rồi, có số quan tài không? Ôi cái gì? Cái này không có được. Nói chung là bệnh này khó nói lắm. Biết rồi. Để Toàn gọi điện thoại hỏi má Toàn coi sao ha. Được Toàn ơi, cái bệnh này má chị cũng không được đâu. Cái này á phải trị bằng niềm tin và chiến thắng. Toàn đi về đi. Trời ơi. Gì vậy? Sao vậy? Xuân chắc ăn chưa no đúng không? Ăn thêm đi Xuân. Không, bây giờ vậy nè Toàn. Bây giờ Toàn cứ để đây. Xuân à, Thảo gấp cho. Đó, gấp. Rồi, thiếu cái gì? Xuân á, cá canh. Cá canh. Ê, rồi bây giờ nè, cứ đi về đi, tí hồi thiếu gì Thảo đem qua cho nha. Về đi chứ giờ Thảo đang mày. Ủa ngồi đừng nói gì hết, đi Xuân. Thôi đi Xuân, tao về nha. Trời ơi, nè cái gì vậy? Đi về đi. Rồi ui à. Ủa alo, ủa mày bị khùng hả Thảo? Tự nhiên đang ngồi ăn cơm, tự nhiên mình đuổi người ta về, xong rồi đau bụng, rồi giờ mày vô mày tính bơ vậy? Làm sao vậy? Gì vậy? Chuyện gì vậy hả? Ủa? Hai tụi bay nhẫn ra, hay là tụi bay giả bộ vậy? Nhẫn ra cái gì? Trời đất ơi! Ông Toàn, ông chúng tiếng sát ái tình với mày. Ừ. Gì? Thằng cha đó. Ừ. Thằng Xuân. Ừ. Để tụi nói cho hai tụi bay biết, cái ánh mắt á không thể nào nói dối được, hiểu không? Tại biết sao không? Tại chỉ có ánh mắt mới thể hiện tình yêu thôi. Chắc chắn 100%. Cái gì mà thần thoại vậy? Trời đất ơi, còn hơn phim kinh dị thần thoại nữa. Nói nghe, thầy ông sang sủa, đẹp trai. Tới đi. Mày khùng hả? Tự nhiên mày kêu tôi tới. Ủa, tao với quê có chồng rồi, đúng không? No bé ơi, đó không phải là chồng, chứ đó là sự ngu dại khờ khạo của mày thôi. Tao nghĩ mày nên tìm cách thoát ra khỏi căn nhà đó đi, để chôn vùi thanh xuân của mình. Mày khùng hả Thảo? Ý mày kêu tao bỏ chồng quá hả? Trời ơi, khờ quá đi bà ơi, cái đó phải chồng đâu. Nghĩ sao vậy? Mày thấy không? Ông Toàn đẹp trai, cao ráo, sáng sủa. Trời đất ơi,
tốt bụng nữa. Mà ổng đang chúng sẽ cái tình với nó nữa. Vô mánh. Vô mánh không? Vô nha. Tào lao là giỏi. Xem ba cái phim riết rồi hả? Rồi suy diễn tùm lum tùm la. Thiệt mà. Đâu hả? Ôi, nó rồi. Kể đi. Ê, mà thiệt á, cái tình huống này tao chưa hình dung ra được luôn á. Mày kinh dị thiệt. Ê mày, có khi nào Xuân thương ông Phúc thiệt không mày? Ôi, mà tao nghĩ không có đâu. Kiểu là nó đang suy nghĩ về cái tương lai vô định của nó thôi. Ừ, mà tao thấy cái vụ thỏa thuận chia chác thì cũng tốt mà. Tình không đầy tim á thì tiền đầy túi. Ôi, mà nhỏ này nhìn vậy thôi chứ không có yêu thương ai đâu mày ơi. Mày nói gì vậy? Xuân nó sống tình cảm lắm á, mày biết không? Ai như mày ấy tới giờ. Ê, không có nói vậy nha. Ai cũng có quan niệm tình yêu của riêng mình. Sao? Quan điểm gì? Quan điểm của tao là vậy. Là những người đã có người yêu rồi thì đừng bao giờ tiếp cận với tao. Thứ người khác không cần, tao cũng không cần, ok. Quan điểm thứ hai là những người chưa có người yêu cũng đừng có tiếp cận với tao. Thứ người khác không cần, tao cũng không cần, ok. Tuyệt vời lắm bạn mình. Nói chung á là tao có cùng quan điểm với Châu Tinh Trì. Ai vậy? Quê mùa hết sức à. Mà tao có cùng quan điểm với ảnh á là mình không thương mình á thì trời tru đất diệt. Cái quan điểm của mày á nên rừng chơi dế đi. Ê, giờ làm sao? Ra ngồi với nó không? Ừ, ra ngồi đi. Ừ. Cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm sao ngồi đây có một mình vậy? Giờ này trời lạnh lắm nha. Coi chừng bệnh rồi báo người ta nữa đi. Sao toàn không đi ngủ đi? Tự nhiên á ra đây làm gì? Còn hù người ta nữa chứ. Hên á tôi cũng bị bệnh tim á. Thì toàn tính đi ngủ rồi. Nhưng mà đi ngang qua thấy Xuân ngồi đây có một mình nè. Thấy tội nghiệp muốn qua ngồi kế chung nè. Có được không? Muốn ngồi thì ngồi đi. Chị toàn ngồi ha. Xin lỗi, tao không cố ý trơn quá. À, ủa mà Xuân có ở đây luôn hả? Sao toàn biết? Thì hồi sáng á toàn đi bưng hủ tiếu qua cho Xuân nè, có nghe loáng thoáng qua lại như vậy đúng không? Thì cũng đang suy nghĩ á. Mà hồi trước cũng ở đây cũng mấy năm với Lợn Thảo Linh mà tôi không biết Toàn. Ồ, còn Toàn thì á nghe tên Xuân hoài à. Vậy hả? Ừ. Nghe tên của Xuân. Đúng. Má của Toàn ngày nào cũng nhắc tới Xuân hết. À, dì Bảy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, hồi đó nghe dì Bảy là khoái tôi lắm á. Dì hả? Ừ. Lúc nào cũng nói ước gì có một đứa con dâu giống như Xuân. Ước gì có một đứa con gái giống như Xuân. Trời ơi, tôi nói hả? Tôi hả? Lúc đó tôi mất cỡ muốn chết luôn vậy đó. Nói vậy là tôi đi về quê mà dì Bảy nhắc tôi hoài luôn vậy đó hả? Ủa, nhắc hoài luôn. Nhưng mà không phải nhắc vậy. Nhắc á là nhắc Xuân thiếu tiền bốn tô hủ tiếu chưa có trả, trốn về quê mất tiêu không nói ai tiếng nào luôn á.
Rồi xong, giờ tao mới hiểu lý do tại sao ông Toàn nó đẹp trai mà ế rồi. Thì tao cũng hiểu rồi đó. Trời đất ơi, thà ổng nó ít thôi, tao biết ổng không duyên. Mà không sao đâu. Trời ơi, đồng hương với nhau không à. Có bốn tô hủ tiếu, không lẽ quỵt của má Toàn. Thì đó, quên mà. Ừ, biết là quên mà. Nhớ mai mang tiền ra trả bốn tô hủ tiếu là được rồi. Mang tiền ra trả bốn tô hủ tiếu là được rồi. Ô mà, hình như là Xuân lên đây có tính làm gì không? Cũng chưa biết nữa. An suy nghĩ. Chắc cũng phải kiếm gì đó làm thôi. Thì đúng rồi, phải kiếm gì đó làm chứ. Nhìn Xuân từ trên xuống dưới tay chân lành lặn có què hoặc cái gì đâu mà sống ăn nhờ ở đậu ăn bám người ta vậy. Kỳ lắm, Xuân không có được như vậy nghe. Mà thôi, thằng biết rồi. Xuân không có kiếm được việc làm chứ gì. Hên cho Xuân lắm đó. Gặp được Toàn, mai phước cho Xuân lắm. Chuyện đó để cho Toàn lo. Toàn sẽ giới thiệu việc làm cho Xuân. Lương theo ngày. Việc gì? Ngày mai ra bưng hủ tiếu cho má Toàn đi. Được không? Được. Vì vậy có chịu nhận tôi không? Trời, có chứ. Má của Toàn coi vậy chứ tốt tính lắm. Luôn luôn giúp đỡ những người nghèo khó như Xuân và đồng hương nè. Nhưng mà má Toàn thù dai lắm á. Nhớ dai nữa. Cho nên ngày mai Xuân nhớ mang tiền trả 4 tô hủ tiếu nha. Mang tiền trả 4 tô hủ tiếu nha. Trả mà. Mà Xuân ơi, tao hỏi này xí nha. Xuân vậy? Hỏi xíu nha. Hỏi gì hỏi đi. Là trời đẹp ha. Mẫu bạn trai của Xuân thích là gì vậy? Tôi hả? Tôi dễ lắm. Người tôi thích á phải có duyên. Trùng hợp quá, Toàn đi đâu người ta cũng nói Toàn có duyên hết trơn luôn á. Rồi xong, nó yêu cầu cái mà ông Toàn không bao giờ có được. Cái mẹn cũng duyên quá. Đó, mình ở đâu chúng đó cả. Không biết là Toàn có cơ hội nào xinh hơn. Trời đất ơi. Ê nó nghe nè, sao tính ông á rớp rẻn quá vậy? Mới gặp tôi có mấy tiếng đồng hồ à. Tự nhiên cái tỏ tình vậy luôn hả? Tính của Toàn á sống thoáng vậy đó. Nhưng mà Toàn không có muốn thoáng qua người khác đâu. Người ta gọi như vậy á là qua đường á. Nói nghe nè, mình sống á, mình bớt vội vàng lại đi. Xuân nói vậy là không có đúng. Tại vì từ đầu tới cuối Xuân mới là người vội vàng đó. Tôi vội vàng cái gì? Vội vàng từ chối Toàn. Thì tôi đối với Toàn á là chỉ tương tác. Chứ tôi không muốn tương tư ha. Trời ơi, Xuân nghe Toàn nói nè. Kể cho Xuân nghe, hồi sáng lúc mà Toàn bước ra khỏi cửa, dắp chúng cục đá là ngã vô tim Xuân liền luôn á. Ngã vô tim Xuân liền luôn á. Thôi cũng trễ rồi, tôi đi ngủ à. Thôi đi về ngủ đi, khuya rồi ha. Vậy Xuân đi ngủ hả? Ừ. Chúc tôi ngủ ngon nha. Nhưng mà gì Toàn? Trời ơi, có bị bệnh không trời? Come on baby. Cười hả? Cười nè. Cười nè, nãy giờ ha, hai đứa bay nghe lén tao đúng không? Hả? Gì mà nghe lén, nghe công khai. Ủa? Trời đất ơi, mày với ông Toàn ngồi đó giữa trời đất đất thả thính nhau vậy, ai mà không nghe đúng không? Đúng rồi, sáng nay bước ra khỏi nhà, dấp phải cục đá, ngã vào tim Xuân. Má ơi, tao nổi hết da gà rồi đây nè. Sợ quá. Toàn, mày không muốn bước qua đời Xuân đâu, gọi là qua đường á. Xuân.
sao ông mệt? Ừ, ngoài cũng vậy mà. Ra ngoài đời, vương chạy làm ăn, để như cực chút khổ, có làm nữa bà. Dọc thứ không làm mà đòi có ăn, cái ăn không ngồi rồi cũng xuân à. Vậy đi. Trời đất ơi, chưa thấy ai mà vô duyên như ông này hết á. Đúng là cái nết đánh chết cái duyên mà. Kỳ vậy ta. Bỏ đi 3 ngày rồi mà ông Phúc cũng gọi, má cũng gọi luôn nữa. Tính ra mình bỏ đi là mình để cho mọi người hết hồn. Bây giờ mọi người làm mình hết hồn ngược lại á. Hello bà Xuân. Ủa, đi đâu vậy? Thì đi ăn hủ tiếu chứ đi đâu. Đúng rồi, quán tạm nghỉ rồi. Là sao? Là sao? Hủ tiếu còn, nhưng mà quán tạm nghỉ, hiểu không? Trời ơi. Mà nó nghe nè, Xuân ăn gì chưa? Chua. Thôi Xuân gán làm nha. Tí giờ chưa về tôi nấu canh chua với các kho tổ cho. Nào kể đi. Ê, không thèm hỏi luôn á là tôi có muốn ăn hủ tiếu luôn không? Ý là mới nói quán tạm nghỉ luôn á. Đúng rồi ạ. Thì gì bảy? Ủa gì bảy? Bảy. Sao? Sao muốn gì? Thì con chỉ muốn đến đây ăn hủ tiếu thôi bảy ơi. Dạ, hai tô nha bảy. Chưa. Nè, nó ăn thiếu đó, con có muốn ăn thiếu không dì bảy bán? Con có muốn ăn thiếu không dì bảy bán? Dạ có. Mơ đi nghe, nợ cũ chưa có trả, bây giờ đòi ăn nữa. Thôi mà dì bảy bán thiếu cho con lần này nữa đi, rồi con từ từ trả nợ cho dì bảy nha. Dì bảy. Đúng rồi đó bảy. Con nói cho bảy nghe nè, bảy bán thiếu cho con nè một tô rồi à, Xuân với Linh tô luôn nha bảy. Bán cho tụi bay riết hả? Rồi dì bảy lấy đâu vốn nữa mà mua đồ bà về bán. Thôi mà. Đúng rồi đó bảy. Dì bảy. Dì bảy. Nè, nếu mà thương nó thì chia sẻ cho nó nữa đi. Không. Thôi mà. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Chia rồi mẻ tiền sao mất lòng dữ lắm. Đúng rồi đó dì bảy. Dì bảy thương con vậy trơn á. Con cũng có trách nhiệm chứ bộ. Dì bảy hôm nay sáng giờ hả, con rửa nè, rửa một đống tô, đống chén cho dì bảy. Giờ hai tay con nằm mớp hết trơn nè, dì bảy thấy không? Nhưng mà bán đi một tô thôi. Nghe ba nói tô. Ở dưới quê là con hả có chồng giàu có lắm, có chồng đại gia nữa mà. Sao bây giờ khổ sở dữ vậy? Dì bảy đừng nói vậy nha. Con á, con mới tự ái đó. Con mới tự ái đó. Chẳng qua là tại lần này con gặp sự cố, quên đem theo tiền cho nên mới vậy thôi. Con đi gấp lắm, con quên đem theo tiền á. Trời ơi, làm như hả dì bảy hả, xa lạ với con lắm vậy không? Con mà tự ái, lì lợm mà hả, ngang bướng rồi ở đó mà tự ái. Dì bảy. Cũng may á nha, má con lôi con về quê á nha. Chứ nếu mà ở trên đây hả, là con hư luôn rồi. Sao dì bảy nói gì kỳ vậy hả? Cái gì kỳ? Bây giờ ăn nha, tôi đi vô làm ha. Không. Không ăn nữa. Tự ái rồi. Cái này là tại con đó nha, chứ không phải tại gì nha. Thôi mà. Thôi, sao mà hay ra rẻ quá vậy? Dì bảy cho thì ăn đi. Với lại hết tiền rồi, không có đi chợ đâu. Thì mày ăn đi. Tao không ăn đó. Thà chết dinh còn hơn sống nhục. Tụi mày muốn nhục thì tụi mày ăn đi. Kệ mày. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mất hết 200 ta. Sáng giờ đếm. Mất 200 rồi. Biết gì hết nha. Thôi đi về, đi về. Kỳ vậy ta? Coi như hả, ngày nay là bán không không rồi. Ủa má, có chuyện gì vậy? Má đếm tiền rồi mà tự nhiên hả mất hết 200. Coi như hả ngày nay má bán công không rồi. Thôi má đừng buồn nữa. Nè, cho má 100 ngàn. Cho má 100 hả? Ờ. Cảm ơn con trai nha. Dạ. Vậy mới là con trai của má chứ.
rồi, chăm cũng được. Xuân, có quà cho Xuân nè. Nè nha, Xuân á, Xuân phải biết quý trọng cái người có 100 ngàn. Cho Xuân 100 ngàn, chứ đừng có tơ tưởng tới những cái thằng nào có 100 ngàn mà ki bo với Xuân từng đồng từng cắt, vậy là không có được. Cho mượn cái tay cái chơi điếu đấy. Trời ơi, nè cầm 100 ngàn này, đi qua trả nợ cho má của Toàn. Đi qua trả nợ cho má của Toàn, sau đó làm lại cuộc đời đi. Thôi sao, Toàn sẽ bên cạnh Xuân và đồng hành cùng Xuân suốt khoảng thời gian khó khăn này. Toàn hả? Xuân là gái đã có chồng. Là gái đã có chồng. Toàn biết mà, nhưng mà Toàn thích như vậy đó. Nhưng mà Toàn thích như vậy đó. Xuân biết làm sao không? Tại vì đó, bình thường Toàn uống nước là Toàn phải uống hết một ly, ăn bánh là ăn hết nguyên một cái. Cho nên quan niệm sống của Toàn là thà giật vợ người ta còn hơn giật bồ người ta. Biết lý do sao không? Cái gì mà không biết rồi, chỉ có những người thông minh như Toàn mới biết thôi. Bởi vì nè, ví dụ mình giật bồ người ta, nhỏ đó có 4-5 thằng bồ chứ không có lại, còn mình giật vợ người ta, nó có mình thằng chồng mà, chắc ăn hơn đúng không? Công nhận sâu sắc quá, đúng thông khí quá. Thôi cầm đi, xong nhớ má Toàn thấy đó, nhớ nha. Thôi thôi đi á. Tự nhiên có 100 ngàn trên trời rơi xuống. Thôi kệ, có còn hơn không. Chú cha mẹ ơi, tao nói thiệt nha, tao chưa thấy ai mà như thằng cha Toàn á. Ê Thảo, mày nghĩ làm sao, mày nghĩ làm sao mà mày khen ổng được vậy hả? Thánh thần ơi, gặp tao nha, hên là tao có chồng rồi đó, chứ tao mà quen chả hả, chắc tao khóc 6 ngày 6 đêm, xỉu 6 ngày 6 đêm luôn quá à. Trời ơi Xuân ơi, tao đâu có ngờ. Thấy ông Toàn ổng lên nè, ổng ít nói nè, nhìn ổng sáng sủa nè, hiền lành nữa. Ai có dè đâu. Thôi, mày bớt lại đi. Chứ cái khả năng nhìn người của mày là không bao giờ có thể tin tưởng được. Thấy chưa, xém chút nữa là chết con nhỏ rồi. Mà chết gì? Tao nói thiệt nha, cho dù á tao chưa có chồng thì tao cũng chê à. Cái gu này không phải là gu của chị, không phải gu của chị. Ủa, mà mắc cái gì sáng vừa ngồi ngay chỗ cái laptop hoài vậy? Ủa, ông đi làm hả? À? Ê Xuân, mỗi lần thông minh lắm mà nhìn không biết hả? Biết gì? Thất nghiệp. À, gì? Ôi trời ơi, hai đứa bay thất nghiệp hả? Sao tự nhiên bị thất nghiệp, mà làm gì thất nghiệp cả cặp vậy trời? Mày hỏi nó đó, mày hỏi nó đi. Sao, chuyện gì vậy, kể nghe coi. Kể lẹ coi. Từ từ, thì chuyện loạn dài. Lúc đầu á, tao làm công ty của tao, còn nó làm công ty của nó. Thì lỡ cãi lộn với sếp, rồi cái tao nghỉ việc xong, cái nó kêu tao qua công ty làm chung với nó luôn. Trời ơi, cãi lộn thôi cũng đỡ đi ha. Nó quýnh lộn với ông sếp tao luôn, xong rồi hả, ông đuổi tao với nó luôn. Ô mẹ ơi, trời ơi, đi làm việc mà mấy má động tay động chân với sếp không bị đuổi sao được. Thánh thần ơi. Cái này là mày nói là tao không có chấp nhận được nha. Nói chuyện phải đâu đó cho rõ ràng. Tất cả là lỗi tại ông sếp. Ai biểu ông làm sếp mà ông không phải tao nể ông chi. Nể? Trời ơi Linh ơi là Linh, tao nói mày nghe là Linh, mày nói chuyện gì mày nghe được. Tao nói mày Xuân, ông sếp ông kêu nó lại, hỏi nó là tại sao em lại nói khách hàng thiểu năng. Vậy cái cự cãi cái quýnh lộn. Trời ơi tức quá trời tức à. Tao nói khách hàng bị thiểu năng hồi nào. Tao á là tao chưa bao giờ mà nói vậy, là ông đang quy chụp tao. Tao hỏi rất là đàng hoàng luôn. Tao hỏi gì nè. Chị ơi, chị cho em hỏi nha, chị có bị thiểu năng không vậy chị? Trời ơi,
vậy mà ổng đi ổng nói tao, ổng nói tao chửi khách hàng nó coi được không? Đó. Bực mình. Vậy hả? U là trời. Không có ai á mà nói khách hàng là bị thiểu năng hết á. Mày nói như vậy là mày bị đuổi là đúng rồi con quỷ. Mệt quá. Đó rồi bây giờ hai đứa thất nghiệp lấy tiền đâu sống hả? Thứ gì đâu, sao mày ngu quá vậy, mày ngu quá vậy hả? Hả Linh hả? Mày ăn cái gì vậy? Tao thấy mày mới thiểu năng đây nè. Nè. Mày đừng. Thôi. Đừng có lo xa vậy. Lo chuyện gần hơn đi. Chuyện gần là chuyện gì? Ủa? Dạ. Tiền trọ tháng này sao chưa đóng? Dạ. Tụi con chào Tám ạ. Tám Tám khỏe không? Khỏe trời. Dạo này đẹp gái hẳn ta. Càng ngày càng sang nha. Thôi đi, đừng có đền. Mai mốt qua chào hỏi tôi sau. Hai đứa này. Dạ. Tiền trọ tháng này, nửa tháng trước. Đây. Tám ơi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tao phải thương tụi con bao dung tụi con tháng này nha Tám. Tao bao dung. Dạ. Bây giờ tao muốn bung dao nè. Bây giờ có tiền không? Tám. Để con nói Tám nghe nè. Tháng nè. Tao nói mày nghe nè. Không có tàu, có ngựa gì hết. Bây giờ có tiền không thì trả. Trời ơi, cái gì vậy? Sao vậy? Mặt em là mặt ngựa mà gắn đuôi rồng vô, trâu hợp với là phụ ngựa, đúng không? Dạ, đồng hành với Tép có tiêu. Có nhiều thì mạnh, học càng nhiều thì càng ngu. Đừng kêu quỳ số. Mê à? Mê nè. Con yêu trong lục hết quần áo đồ đạc của thằng Phúc, đổ vô trong vali, kêu nó đuổi ra khỏi nhà tôi, nghe chưa?